Quý vị có thể bán thêm bóng cười này. Bóng cười thì khoảng chừng 150.000 một trái đi, khoảng chừng 70 trái là quý vị thu về được cái phần tiền cho thuê này rồi. Vâng, xin chào quý vị. Có lẽ bây giờ khi nhắc đến một cái bất động sản tại Phan Thiết thì dự án Novo Phan Thiết là một trong những dự án được khách hàng nhắc đến nhiều nhất. Bởi đây là một trong những dự án được định hình trở thành một cái điểm đến của khách hàng khi đến Phan Thiết, Bình Thuận. Không những thế, cái dự án này được hưởng lợi cực kỳ lớn bởi nhiều yếu tố về hạ tầng như cao tốc nội đô Phan Thiết, sân bay Phan Thiết, sân bay Long Thành. Đây là những yếu tố hạ tầng cực kỳ quan trọng nha quý vị. Và sản phẩm tại đây cũng rất đa dạng, phù hợp rất nhiều khách hàng. Và như quý vị đã biết, những sản phẩm mà đã từng mở bán như Shophouse, Shophouse hay biệt thự biển thì sản phẩm tại đây có sức hút cực kỳ lớn, chỉ trong 1 đến 2 lần mở bán thôi là hết hàng. Và ở video này, Văn Học muốn chia sẻ thêm với quý vị một dòng sản phẩm mới. Và đây là sản phẩm lần đầu tiên xuất hiện nha quý vị. Nó chính là Motif Hotel. Sản phẩm tại đây nó chỉ có 136 căn thôi trong tổng quy mô 1.000 hecta của dự án Novo Phan Thiết. Sản phẩm tại đây thì rất là khan hiếm, quý vị muốn đầu tư, quý vị có thể mua để làm thương hiệu. Và quý vị lưu ý, lần đầu tiên mở bán nên quý vị nào đầu tư hãy lưu ý thông tin này nhé. Và chi tiết hơn về sản phẩm này có gì đặc biệt thì Văn Học sẽ chia sẻ với quý vị ở ngay phần phía sau video này nhé. Đầu tiên, Văn Học sẽ cùng quý vị đi đến 5 cái điểm mạnh của dòng sản phẩm Boutique Hotel của dự án Novo World Phan Thiết. Thứ nhất, Boutique Hotel này nằm trong siêu thành phố biển du lịch và sức khỏe, quy mô 1.000 hecta với các cái khu vực đã và đang hình thành như Shophouse đường biển, Bikini Beach, Sun Coast, PJ Garden cùng hàng ngàn tiện ích đẳng cấp đang được mọc lên. Thứ hai, chủ đầu tư uy tín hàng đầu Việt Nam với gần 30 năm kinh nghiệm đã phát triển trên 40 dự án với rất nhiều thương hiệu đang được khai thác như Azurai Cần Thơ, Anatara Mũi Né, Nova Hill Mũi Né, Ibis Style Vũng Tàu, Mật Kiều Vũng Tàu cùng chuỗi nhà hàng ẩm thực cao cấp như Jimbo Seafood, Đà Đâm, Dynasty, vân vân. Thứ ba, dòng sản phẩm này sẽ khai thác cho thuê hiệu quả, thời gian hoàn vốn nhanh hơn các hình thức đầu tư nghỉ dưỡng khác. Thứ tư, chính sách hỗ trợ tài chính hấp dẫn với cái số tiền thanh toán đợt đầu tiên chỉ 15%, còn lại mình sẽ thanh toán theo tiến độ. Và cuối cùng, chưa có một dòng sản phẩm Boutique Hotel nào được phát triển hoàn chỉnh xuất hiện tại Phan Thiết. Và với dòng sản phẩm Boutique Hotel này thì ai sẽ là người nên mua và ai không nên mua? Đối với những khách hàng không nên mua, thứ nhất, khách hàng đầu tư ngắn hạn và lướt sóng, tránh trường hợp gây áp lực về tài chính. Thứ hai, vốn khách hàng chi trả trong vòng 2 năm dưới 20 tỷ đồng, quý vị không nên đầu tư. Ngoài những khách hàng không nên đầu tư thì còn lại là những khách hàng có thể đầu tư. Nhưng đối tượng khách hàng phù hợp nhất ở đây chính là: thứ nhất, khách hàng yêu thích kinh doanh mảng lưu trú khách sạn nhưng không thể xây được tiện ích cho cái chuỗi khách sạn đó. Thứ hai, khách hàng đã có nhiều bất động sản nhưng trong bộ sưu tập của mình đang còn thiếu dòng sản phẩm Boutique Hotel này. Thứ ba, khách hàng đã từng sở hữu sản phẩm Boutique Hotel ở các cái thị trường khác như Hạ Long, Phú Quốc hay Nha Trang. Và cuối cùng, khách hàng muốn tạo một nguồn thu nhập thụ động ngay cả khi quý vị ngủ thì đây, nó là một dòng sản phẩm phù hợp. Vâng, có rất nhiều khách hàng quan tâm đến dòng sản phẩm tại Novo World Phan Thiết. Thì trước khi đi vào chi tiết cái phân khu của Boutique Hotel này thì Văn Học sẽ cùng quý vị lướt qua những cái hình ảnh tuyệt đẹp của cái dự án Novo World Phan Thiết này. Đây là những hình ảnh ở ngay mặt biển của dự án nha quý vị. Rất là tuyệt vời với những khung cảnh rất là lãng mạn. Tại đây thì các cái phân khu cũng đang được rầm rộ triển khai, nhất là khu vực biển thì đã được hình thành rất là nhiều cái tiện ích lên đây rồi. Quý vị có thể lên đây check in, chụp hình hay là vân vân và vân vân, để tùy quý vị thôi. Và bây giờ Văn Học sẽ chia sẻ với quý vị những cái phân khu đã triển khai. Thì đầu tiên chính là cái khu Bikini Beach quảng trường biển. Khu này đã xong rồi nhé quý vị. Kế đến là khách sạn Movin Beach đã xây lên tầng 2 rồi. Tiếp theo là khu Festival Street. Đây là một cái khu shop thương mại, khu phố đi bộ nha quý vị. Thì khách hàng đến đây sau này sẽ đi bộ tại đây mua sắm, ăn uống hay là vui chơi. Liền kề nó là khu 1. Khu này là khu khách sạn quốc tế. Liền kề khu 1 nó chính là khu 2. Khu 2 chính là khu biệt thự view biển nha quý vị. Tất cả các biệt thự tại đây hầu như là view biển á. Chúng ta đi qua khu 1, khu 2 thì chúng ta sẽ đến với khu 4. Nhầm. Đến với khu 3 nha quý vị. Thì trước mặt chúng ta đây chính là cái khu 3. Khu 3 này đã được san lấp mặt bằng như là xong rồi á. Khu này đã ký hợp đồng mua bán nha quý vị. Liền kề khu 3 đó là khu 7. Khu 7 tại đây sẽ có một cái clubhouse rất là đẹp, khá là lớn mà có thể lớn nhất ở cái khu vực Florida này. Đi qua khu 3 với lại khu 7 thì chúng ta sẽ đến với khu 4. Khu 4 này cũng đã hoàn tất công tác san lấp và đã ký hợp đồng bán. Qua khu 4 đến với khu 5. Khu 5 tại đây cũng đã san lấp xong. Kế bên khu 5 thì chính là khu 6. Đây là những cái hình ảnh thực tế tại dự án Novo World Phan Thiết.
Và một cái sản phẩm lần này triển khai đó là Boutique Hotel, thì cái vị trí sẽ nằm ở đây nha quý vị. Đây là phân kỳ lần đầu tiên được mở bán và nó có lộ giới 37m kết nối thẳng lên cao tốc. Cho nên sau này từ cao tốc đi về đây bắt buộc phải qua khu vực này nha quý vị. Vâng, về cái sản phẩm Boutique Hotel thì trên thế giới đã xuất hiện từ lâu rồi, từ năm 198 mấy lận đó quý vị. Như ở Việt Nam thì chỉ có một vài chủ đầu tư lớn đã phát triển với dòng sản phẩm này thôi. Nhưng mà riêng đến với Phan Thiết thì đây là dòng sản phẩm lần đầu tiên xuất hiện nha quý vị. Ở một cái thị trường mà rất là tiềm năng này. Vâng, vẫn là những cái con số mà Văn Học không thể không nhắc đến nha quý vị ạ. Cái vốn đầu tư của dự án Nova World Phan Thiết mình là 5 tỷ đô nha quý vị. Quy mô là 1.000 hecta, có 7 km đường biển, có hơn 200 tiện ích đẳng cấp tại đây. Có trung tâm thi đấu biểu diễn arena trong nhà 7.000 chỗ ngồi. Sân golf 2 sân là 36 hố của PGA độc quyền. Công viên giải trí 25 hecta, công viên biển là 16 hecta. Và chi tiết hơn về những cái tiện ích này thì quý vị hãy chú ý phần mô tả phía trên. Văn Học sẽ để cái link tiện ích của dự án Nova World Phan Thiết á, trong đó sẽ đầy đủ nha quý vị. Thì tại đây Văn Học sẽ lướt qua thôi, có rất nhiều tiện ích. Sân golf này, Nova World Center này, công viên giải trí này, khách sạn Novotel, khách sạn Movenpick, trung tâm bán hàng giảm giá OLED, khu phức hợp thể thao Olympic, trung tâm thi đấu biểu diễn trong nhà arena, sân golf, bikini beach, vân vân. Có rất nhiều tiện ích thì quý vị hãy xem ở phần mô tả phía trên hoặc ở phần mô tả phía dưới thì Văn Học sẽ để cái link tiện ích của nó, thì quý vị xem sẽ biết đầy đủ hơn nha. Vâng, rất nhiều con số mà khi đến với dự án Nova World Phan Thiết thì Văn Học sẽ không có nhắc lại tại đây đâu quý vị ạ, và sẽ lướt qua thôi. Đầu tiên là những cái phân khu đã triển khai. Festival Street là khu shop house phố đi bộ nha quý vị. Hai, Florida 1. Kế bên Florida 1 là Florida 2. Festival, World Villa và khu shop house Santa Monica. Những dòng sản phẩm mở ra là hết, sức hấp thụ cực kỳ tốt. Và cái dòng sản phẩm chúng ta lần này Văn Học giới thiệu quý vị á, thì nó sẽ nằm đây nha quý vị. Nó sẽ là Boutique Hotel. Thì hiện nay ở tất cả các thị trường khác như Phú Quốc, Đà Nẵng hay là Vân Đồn thì hầu như là khi có những cái dự án liên quan đến sân bay cao tốc thì bất động sản đó giá trị gia tăng là rất là nhiều. Cho nên là đây là một cái bảo chứng cho quý vị khi đầu tư ở một cái thị trường mới nổi như là Phan Thiết này. Tại đây thì quý vị sẽ có cả hai cái yếu tố luôn, vừa cao tốc vừa sân bay, tiềm năng là cực kỳ lớn nha quý vị. Nói về những con số du lịch đó, thì quý vị qua hàng năm thì cái lượng khách du lịch đến với Phan Thiết đó đều tăng rất là đều. Tuy nhiên vừa rồi thì năm 2020 và 2021 thì dịch cho quý vị, cho nên lượng khách quốc tế nó sẽ giảm và khách nội địa cũng bị sẽ giảm theo nha quý vị. Trong top 10 cái điểm đến được yêu thích nhất của khách hàng quốc tế thì Phan Thiết là một trong 10 điểm được yêu thích nha quý vị. Cho nên là khách Nga mà trước kia lúc mà chưa có dịch thì tại đây thì rất là nhiều khách Nga và họ rất thích cái thị trường của Phan Thiết. Mặc dù cái thị trường của Phan Thiết là một cái thị trường mà chưa nổi, nhưng mà cái lượng khách mà khi đến Phan Thiết là khá là ổn định nha quý vị. Lượt khách của đó là khoảng 5,7 triệu lượt khách một năm đó quý vị, rất là ổn định. Tương lai khi mà có cao tốc hình thành, sân bay hình thành và tại đây nó sẽ có nhiều cái điểm đến 5 sao đó thì cái lượng khách đến đây sẽ nhiều hơn nữa cho quý vị. Là cơ hội quý vị để đầu tư một cái bất động sản tại đây, đặc biệt là bất động sản nghỉ dưỡng. Và đây thì chúng ta sẽ đến với dòng sản phẩm Boutique Hotel. Với là những con số quý vị ạ, đầu tiên 136 căn, đó là dòng sản phẩm Boutique Hotel tại đây. Thứ hai, tổng diện tích tại đây là cái cụm của nó là 8 hecta. Thứ ba, mẫu nhà tại đây thì có 5 tầng, 1 trệt, 4 lầu và 1 tầng thượng. Thì chúng ta sẽ có tầng trệt và tầng thượng có thể kinh doanh, còn 4 tầng kia chúng là kinh doanh lưu trú nha quý vị. Đây là phối cảnh của một căn Boutique Hotel, rất là đẹp quý vị ạ. Phong cách tại đây với những cái màu sắc trắng và xanh hoặc màu vàng nhạt thì làm cái màu sắc đây rất là sáng và trang nhã nha quý vị. Boutique Hotel của dự án Nova World Phan Thiết, nó là một dòng sản phẩm là khai mở xu hướng, nâng tầm trải nghiệm. Thì Nova World Phan Thiết nó sở hữu một cái sản phẩm tiên phong tại Phan Thiết, xu hướng đang được cái ngành du lịch ưa chuộng, nó sẽ là cơ hội hấp dẫn cho các nhà đầu tư và kinh doanh trong tương lai. Khách du lịch lựa chọn Boutique Hotel của Nova World Phan Thiết vẫn được trải nghiệm toàn bộ cái dịch vụ chuẩn quốc tế đa dạng và hấp dẫn. Mang theo phong cách Địa Trung Hải, Boutique Hotel nhỏ nhắn nhưng thời thượng đem đến phong cách trải nghiệm độc đáo và mới lạ. Vâng, đây là một cái mặt ngoài của một căn Boutique Hotel nha quý vị. Đây là một căn góc này, đây là một căn này. Thì quý vị nhìn qua thì quý vị để hình dung rất là dễ nha quý vị. Mỗi căn là một phong cách thì phong cách thiết kế rất là đẹp. Đây là thiết kế của một cái tầng thượng của một căn Boutique Hotel.
Họ đấy họ có thể bán cà phê, có thể view ngắm toàn cảnh về cái biển Phan Thiết này, có thể ngắm toàn cảnh về cái khu thấp tầng của dự án Nova World Phan Thiết nha quý vị, rất là đẹp và lãng mạn. Đây có thể là một trong những cái thiết kế của những cái shop bên dưới nha quý vị, để chúng ta kinh doanh. Đây là mặt tiền một căn shop với lộ giới là 37m nha quý vị. Và đây là một vài cái phối cảnh thiết kế thôi. Với những căn góc ở đây thì sẽ có hai mặt tiền rất là đẹp. Và đây là một vài thiết kế thôi. Và bây giờ đi vào chi tiết những cái dòng sản phẩm liên quan đến Boutique Hotel tại đây. Thì tại đây chúng ta sẽ có 7 cái mẫu nhà. Và diện tích đặc trưng của nó sẽ là 7 x 23 và 9 x 23. Thì tại đây chúng ta sẽ có hai cái mặt tiền nha quý vị. Đối với căn shop hai mặt tiền nhé. Thì một căn sẽ là lộ giới 37m. View có thể nhìn biển. Với cái dòng sản phẩm mà mặt tiền 37m chúng ta có thể có một cái view biển rất là đẹp. Và những cái dòng sản phẩm ở mặt này thì chúng ta sẽ làm cái dạng thương hiệu á, thì khá là tốt. Thứ hai, chúng ta sẽ có một cái mặt là đường 13m. Với cái đường này chúng ta sẽ có view nội khu nha quý vị, nhìn về toàn cảnh dự án Nova World Phan Thiết luôn. Và những dòng sản phẩm thấp tầng từ đây thì lộ giới của nó là 13m. Giữa hai dòng sản phẩm và Boutique Hotel này thì chúng ta sẽ có khoảng lộ giới 4m nha quý vị, để có thể đi bộ, có thể vận chuyển hàng hóa, có thể cứ làm gì thì tùy quý vị, không sao hết. Và dòng sản phẩm này thì nó sẽ và dòng sản phẩm Boutique Hotel này nó sẽ trải dài từ khu 5 cho tới khu 4. Tại đây thì Văn Học sẽ chia sẻ với quý vị hai mẫu thiết kế. Thứ nhất là một căn góc đi. Căn góc thì khá là đẹp quý vị ạ. Góc thì chúng ta sẽ có quầy lễ tân, quầy cà phê, có vỉa hè hai bên, thoải mái luôn. Bắt đầu sẽ có tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng 5. Mỗi tầng này chúng ta có thể thiết kế được khoảng 4 phòng thì tùy quý vị thôi. Quý vị làm 4 phòng hay làm 2 phòng lớn gì thì tùy quý vị thôi. Bên trên sân thượng nó sẽ là một cái khu chúng ta làm cà phê, ba biếc gì trên này đó. Buổi tối thì có thể gọi là tuyệt vời quý vị ạ. Thứ hai, chúng ta sẽ đến với một căn bình thường đi. Căn bình thường thì diện tích là 7x23. Tại đây thì thiết kế nó cũng giống thằng kia thôi. Tầng trệt thì chúng ta sẽ có thể làm những cái kinh doanh. Còn tầng 2, 3, 4 chúng ta sẽ có để dành cho lưu trú. Và tầng thượng thì chắc chắn rồi, vẫn là những khoảng không gian rất là thoáng, để quý vị có thể mở cà phê trên này, mở làm gì đó thì làm. Cơ bản dòng sản phẩm này, đặc biệt là tầng thượng, quý vị vẫn thể kinh doanh được. Nó hay hơn những dòng sản phẩm mà đang có trên thị trường ấy. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến với cái lịch thanh toán. Đây là lịch thanh toán mà trong thời điểm hiện nay nha quý vị. Thì chúng ta sẽ có khoảng 4 lịch. Thì có lịch chuẩn này, lịch thanh toán 30%, thanh toán 50% và lịch thanh toán ngân hàng. Thì nếu mà quý vị mua để đầu tư á, thì thông thường là phương án ngân hàng vẫn là cái phương án tối ưu dành cho quý vị. Bởi cái vốn ban đầu quý vị bỏ ra chỉ có 15% thôi. Ngân hàng giải ngân cho quý vị là 45%. Thì chúng ta sẽ còn khoảng chừng 10% chúng ta thanh toán làm 2 đợt vào tháng 9, 2021 và tháng 1, 2022, xong là chúng ta ngưng. Đợi đến thời điểm bàn giao nhà là tháng 6, 2023 thì chúng ta bắt đầu với thanh toán cái phần đó. Thì đây là một cái điểm lợi thế khi quý vị đầu tư. Ngoài ra quý vị nào có dòng tiền mà không muốn dính đến ngân hàng thì chúng ta có thể có những cái lịch thanh toán khác, như 15% thì khoảng 2 tháng 5% và lịch 30% cũng vậy, 30% thì cũng 2 tháng 5%. Tuy nhiên đối với những lịch thanh toán 30 hay 50 thì nó sẽ có thêm một phần chiết khấu nha quý vị. Vâng, hiện nay cái chương trình ưu đãi của dòng Boutique Hotel hiện nay là khá là lớn, ưu đãi lên tới khoảng 1,6 tỷ nha quý vị. Mừng sân bay, mừng này mừng kia tùm lum á. Cho nên là chi tiết hơn về cái ưu đãi đó thì quý vị liên hệ Văn Học nhé. Và cuối cùng, đây vẫn là cái điều Văn Học muốn chia sẻ với quý vị. Nói gì thì nói, đầu tư cái gì thì phải tế được cái lợi nhuận của nó. Thì đây, một cái căn mà Văn Học muốn chia sẻ với quý vị đây. Một cái căn hiện nay Boutique Hotel thì Văn Học tính cho quý vị khoảng 19 tỷ rưỡi đi. Chúng ta sẽ hoàn thiện nội thất khoảng 3 tỷ rưỡi nữa. Là một căn này nó rơi vào khoảng 23 tỷ. Thì tại đây chúng ta sẽ có những cái khu vực để cho thuê. Thứ nhất là khu vực shop ở cái tầng trệt. Thứ hai, khu vực tầng thượng. Thứ ba là những cái tầng lưu trú. Thì Văn Học sẽ chia cho quý vị. Thì giá một cái shop ở tại đây thì chúng ta sẽ cho thuê một tháng rơi vào khoảng 30 triệu. Thì Văn Học nghĩ là hợp lý đó quý vị. Thì một năm chúng ta sẽ thu được khoảng 360 triệu. Thứ hai là cái giá cho thuê của cái tầng thượng. Thì một tháng Văn Học sẽ tính cho quý vị là 10 triệu thôi.
thì một năm chúng ta sẽ có 120 triệu. Nhưng mà thực ra 10 triệu để mà học thấy rất là rẻ quý vị ạ. Tại vì quý vị có thể kết hợp bán cà phê này, quý vị có thể bán thêm bóng cười này. Bóng cười thì khoảng chừng 150 ngàn một trái đi, thì khoảng chừng 70 trái là quý vị thu về được cái phần tiền cho thuê này rồi. Nhưng mà cái này bài học nó vui thôi nha quý vị. Hút bóng cười nhiều quá nhiều khi nhảy lầu nó phiền lắm. Và sẽ tiếp theo đó là cái phần lợi nhuận của lưu trú phòng. Lưu trú phòng thì hiện nay thì bài học sẽ tính cho quý vị chỉ tầm khoảng 1 triệu mốt một phòng thôi. Thì tại đây chúng ta sẽ có từ tầng 2, tầng 4 thì nó sẽ có tầm khoảng 16 phòng. Với 16 phòng này á thì công suất cho thuê thì văn học sẽ tính khoảng 45%, là tính chỉ có 3 ngày thôi, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật thôi. Thì một năm chúng ta sẽ có 365 ngày thì số tiền đó chúng ta sẽ nhân ra tầm khoảng chừng 2 tỷ 9. 2 tỷ 9 này văn học sẽ trừ đi cái chi phí vận hành đi 30% thì chúng ta sẽ còn tầm khoảng 2 tỷ. Thì cộng những cái con số từ cho thuê tầng trệt này, cho thuê tầng thượng này, cho thuê lưu trú này, thì một năm cái lợi nhuận quý vị thu về khoảng 2 tỷ rưỡi. Văn học tính dự kiến khoảng 8 đến 9 năm thôi là quý vị sẽ thu về được cái số tiền quý vị đầu tư cho căn này. Tuy nhiên quý vị đang lời được một căn boutique hotel nhé. Cái giá này thì đã bao gồm các cái chi phí hoàn thiện nội thất này, vận hành này, và cái chi phí văn học tính cho quý vị hiện nay là chi phí khá là thấp mà so với 2 năm sau nha quý vị. 2023 mà cho thuê một phòng mà chỉ có 1 triệu mốt thì văn học thấy nó khá là rẻ đó. Tuy nhiên thì quý vị còn có thể tăng vào những cái dịp lễ Tết này, dịp cao điểm này, cái giá phòng nó sẽ cao hơn, thu nhập quý vị sẽ nhiều hơn. Và mỗi năm á, thì cái biên độ mà tăng giá của những cái phòng này nó sẽ cao hơn cho quý vị nhé. Thực ra khi quý vị lựa chọn dòng sản phẩm boutique hotel tại đây á, thì chúng ta rất là lợi thế quý vị, vì cái tầng thượng á, view rất là đẹp, nó là khan hiếm. Chưa kể khi quý vị sở hữu những căn boutique hotel tại đây á, thì quý vị đã được sở hữu hàng ngàn tiện ích 5 sao. Mà cái phòng tại đây khi quý vị cho thuê nó chỉ bằng 20-30% những cái khách sạn 5 sao ở bên ngay bên cạnh thôi. Và đặc thù của người dân Việt Nam khi đi du lịch á, đến 80-90% nó dành để đi chơi, nghỉ dưỡng thôi. Và nghỉ dưỡng tại chỗ á, thì chỉ còn 10-15% thôi. Cho nên khách sạn nhiều khi nó chỉ là một cái nơi để quý vị về tắm bữa giặt giũ thì ngủ qua đêm thôi, sáng sau lại đi tiếp. Cho nên là nhiều khách hàng là thay vì phải thuê những cái sản phẩm mắc tiền giá trị cao thì quý vị dành tiền để vui chơi, mua sắm vân vân, rất là nhiều thứ để quý vị lựa chọn. Vâng, văn học vừa chia sẻ với quý vị những thông tin liên quan đến sản phẩm bóng tiếp hotel của dự án Novo Phan Thiết. Quý vị nào quan tâm hay yêu thích sản phẩm tại đây có thể liên hệ văn học tại số lại 0888 373 777 để văn học có thể chia sẻ nhiều hơn thông tin liên quan đến cái sản phẩm này dành cho quý vị. Ở phần cuối video thì còn rất nhiều video hữu ích khác để quý vị thể quan tâm tham khảo, biết đâu phù hợp nhu cầu của quý vị nhé. Văn học cảm ơn quý vị đã dành thời gian xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại.